Sau buổi tập ngày hôm nay thì chắc chắn vai của mọi người sẽ khỏe hơn và giúp cho hiện handstand được kiểm soát tốt hơn và vững hơn rất là nhiều Giống như chị học viên này của thể vào buổi sau buổi tập này thấy không cái handstand đã giữ rất là tốt Hơn 10 giây luôn á là đã thành công Yeah chúc mừng Rồi bài, bài, tập đầu tiên ha Các bạn sẽ bật lên handstand giữa tường cơ bản bật từng chân lên handstand Ừ lên dựa tường luôn Rồi sau đó cái lúc mà xuống á xuống người tắt một chân ra Xuống ráng xuống nhẹ nhất có thể ha, Chúng ta sẽ làm 5 lần Ừ đó cái lúc mà xuống á Xuống thì ráng xuống bằng lực ha Lên thì lên bằng đà nhưng mà xuống thì xuống bằng lực Lúc xuống á tách một chân ra lúc mà xuống á Dồn lực vô vai ha Dồn lực vô vai vai chờm tới Ừ xuống càng nhẹ càng tốt Đúng rồi lúc mà xuống á đưa cái chân nó vô sâu cái tay thì mình sẽ xuống được nhẹ hơn Đó chủ động gặp cái bụng đưa cái chân xuống Đúng rồi chính xác làm 5 lần Lên sao xuống vậy mà ý là lên thì lên bằng đà Xuống xuống bằng lực đó xuống càng nhẹ lực càng lên đó nó sẽ dồn vào vai rất là nhiều nói cái bài đầu này chỉ mới là khởi động thôi nha mọi người rồi một lần nữa thôi xuống đúng rồi chính xác tốt rồi qua tới cái bài thứ hai ha là handstand tách chân ha bật lên handstand tách chân rồi khép vô rồi đẩy mông ra khỏi tường rồi đặt mông vô tường lại tách chân ra rồi hạ chân xuống nhẹ xuống dưới đất luôn muốn xuống dễ là dồn cái vai tới trước mà đổi cái vai tới đằng trước ép đầu vô tường rồi xuống nhẹ thôi Đúng rồi, tốt Rồi, tương tự chúng ta cũng làm 5 lần ha Thì hôm nãy là kiểu lên thứ nhất, đây là kiểu lên thứ hai Hiểu không? Kiểu lên thứ hai là bật lên handstand, handstand sạc ngang, khép vô Đúng rồi, lên sao xuống vậy Lên thì lên thành hình vòng cung khép lên xuống Cũng xuống hành hình vòng cung khép xuống Đúng rồi, lúc xuống thì dồn lực vô vai Hạ chân, hạ hai chân gặp người Hạ hai chân nhẹ xuống, đúng rồi Tốt, tiếp tục làm luôn cố lên làm cho đủ 5 lần ráng xuống càng nhẹ càng tốt những bài này lên lực rất nhanh nha mọi người và những bài này là cũng bổ trợ cho press handstand tức là những cái bài mà handstand rút lên bằng lực á là khi mà mọi người xuống nhẹ thì mới lên được ha xuống phải nhẹ thì mới lên được đúng rồi cái lúc mà tách chân ra thì hít vô ha lúc mà hạ xuống á chân đặt xuống dưới đất á thì mới thở ra nha trước khi lên á thì mình hít một hơi vô ha trước khi lên thì mình hít một hơi vô bật nhập rồi đẩy mông ra thì mới thở ra rồi đặt mông vô tách chân ra hết vô rồi gập chân xuống hạ chân xuống là thở ra đó đó là cách hít thở đúng rồi cố lên tí xíu đó thôi gần xong rồi ráng lên thêm một cái nữa tiếp tục bật tách khép đúng rồi đẩy mông ra khỏi tường rồi đặt mông vô tách ra rồi cố lên rồi dồn vai tới trước hạ chân xuống nhẹ tốt rồi tiếp theo là kiểu lên thứ ba ha bật co gối rồi đặt mông vô vô, vô trong tường rồi duỗi lên đẩy mông ra khỏi uh, tường rồi đặt mông vô rồi co gối xuống hạ xuống nhẹ ha nó đây là kiểu lên thứ ba là bật co duỗi rồi mông vừa đặt vô tường là duỗi lên liền đúng rồi đẩy mông ra rồi đặt mông vô lại co gối xuống lúc xuống cũng xuống vậy luôn cũng uh, dồn vai tới trước hạ chân xuống càng nhẹ càng uh, tốt ha cũng làm 5 lần tốt có lên bạn lên làm cho đủ 5 lần cái lực vai nó khỏe lên rất là nhiều ha nhớ cũng vậy lên thì lên bằng đà nhưng mà xuống thì xuống bằng bằng lực lên sao xuống vậy ha lên thì lên co gói dũi xuống cũng co gói duỗi luôn Rồi ừ, lên đúng rồi đúng rồi chính xác tốt có lên trước khi lên hết một hơi vô ha đặt chân xuống thì thở ra vậy thôi rồi kiểu lên thứ tư là kiểu lên cuối cùng là bật thẳng chân lên handstand đó bật thẳng chân lên handstand nó là kiểu lên nặng nhất thì đây là lần đầu chị học viên này tập cái bậc uh, thẳng chân lên handstand thì nó được chưa có được thẳng và chưa có được uh, tốt ha thì không sao cứ từ từ nó sẽ quen thôi xuống cũng xuống thẳng chân lên sao xuống dậy luôn hiểu không mong vô rồi gặp hai chân xuống thẳng hai chân ép cái đầu vô tường hạ hai chân xuống nhẹ đúng rồi rồi thôi tốt rồi bây giờ sau năm cái này giờ cái sau bốn bài đó là lực vai mình khỏe rồi nha thử bật lên handstand giữ áp dụng cái lực vai để bật lên handstand Ừ, ráng giữ lại, giữ lại Đúng rồi, tốt Chính xác, đó, dùng vai giữ Đó là sen bạn sẽ vững lên, thấy không? Vai khỏe thì là sen sẽ vững lên, cái mức độ kiểm soát tốt hơn Rồi, bây giờ là bật tách chân lên sen ha Bật tách chân ra ráng giữ lại, không để nó đến dựa vô trong tường Hai cái tường chỉ để hờ thôi Rồi, cũng năm lần ha Rồi, bây giờ bật co gối ha Bật co gối ráng giữ lại Cái bật co gối này thì Thái Vũ đã nói nhiều lần rồi là cái mông cứ đẩy tới đằng trước ha, Cái gót coi về mông Cái chân chỉ cần vuông góc 90 độ thôi đừng có nhả cái chân quá mà cũng đừng có cuộn cái chân về bụng quá cái mông cứ đẩy tới đằng trước ờ là tự động nó giữ được rồi không cần siết gì luôn cái handstand bình thường thì vừa phải siết bụng vừa siết mông cái tách chân thì chỉ cần siết bụng không cần siết mông còn cái coi gói thì không cần siết bụng cũng không cần siết mông luôn chỉ cần mông đẩy tới gót rồi, chậm gót vô mông rồi ok bây giờ nè Bật tách chân lên hên sen mông giữa tường Mông dựa tường xong rồi lấy mông làm điểm tựa Hạ chân xuống Xuống càng nhẹ càng tốt Đó chỉ cần như vậy thôi ha Làm từ 5 đến 7 lần Nó chỉ là xuống tập xuống thôi Ừ lên bằng đà nhưng mà xuống xuống bằng lực Bật tách mông dựa tường Rồi Đổ vai tới trước dùng lực vô vai Hạ xuống Xuống càng nhẹ càng tốt cho lực vai khỏe lên Nãy giờ tập cho vai không Tập lực vai bằng hên sen nha mọi người Rồi có lên tiếp tục xuống nhẹ nha Đúng rồi, hạ ôm xuống Rồi, dồn lực tới trước Dồn lực tới trước, dồn hết lực cho vai, chân nhẹ hạ xuống Đúng rồi, tốt Rồi, bây giờ bật lên handstand coi gối Mông dựa tường Rồi, hạ chân xuống Đó Lên bằng đạp xuống bằng lực luôn Lên coi gối Hạ xuống coi gối nhẹ nhàng Ráng xuống nhẹ nhất có thể Đúng rồi, chính xác Lúc xuống mình đưa cái chân càng vô sau cái phần tay thì nó xuống càng nhẹ hơn Nói chung là cúp xuống cứ dồn lực vô vai, vai cứ đổi dần trước Dồn lực vô vai tự động xuống nhẹ Mà sẽ tăng cái lực vai của mình luôn Đúng rồi, cố lên, cố lên, ráng làm 5 lần đi Từ 5 đến đến, đến 7 lần là lực có lên nhiều lắm Cố lên Bật co, mông vô tường Rồi hạ xuống Tốt, đúng rồi, chính xác yeah. Rồi bây giờ cái mức độ kiểm soát tốt rồi đó bây Giờ bật lên, handstand sẽ giữ được nè Vai khỏe rồi, bật lên giữ lại Đúng rồi, giữ luôn, giữ luôn Đúng rồi, dùng như lực vai giữ, giữ, tiếp tục Tốt Đó, được rồi thấy không Đó, thấy, thấy, thấy vụ vậy hiệu quả không nên mọi người phải đăng ký học thái vũ liền đi Yeah Rồi tiếp tục chúng ta chuyển qua những cái bài mà Tập được vai cơ bản với handstand Đúng rồi bật lên handstand Rồi co gói ha Rồi quay mặt vào tường Rồi dồn lực tới trước Đổ hết lực vô vai chờ người tới đằng trước Vai vừa nhẹ à, Vai vai ở mức nặng nhất Cái vai dồn hết lực vô vai để chân nó nhẹ rồi hạ chân xuống ha Cái này làm từ 5 cho đến 7 lần luôn đó, bật lên cũng lên bằng đai và xuống xuống bằng lực vậy thôi có điều nó là ở mức độ dễ cái này rất phù hợp cho người mới nhớ dồn vai tới đằng trước đổ hết vai tới đằng trước cho cái vai nó nặng ha tức là dồn hết trọng tâm vào trước luôn vô vô vai ha. dồn hết trọng lượng cơ thể vô vai chân nó nhẹ rồi mới hạ chân xuống thì cái vai mà nó sẽ khỏe lên rất là nhiều đó tiếp tục làm tiếp rồi bây giờ bật lên handstand tách chân rồi mông dựa tường rồi khi mà mông dựa tường thì cái mông nó là cái điểm tựa cái gót chân không chạm tường ha không cần khép chân đâu mông dựa tường tách chân ra rồi giữ lâu hết mức có thể luôn gót chân không nhầm tường ừ ráng giữ lâu hết mức có thể cho vai mình nó tăng sức chịu đựng lên giữ lâu hết mức có thể ha ráng cảm nhận cơ thể cảm nhận tư thế lúc mà giữ hai cái, cái handstand sạc ngang này đó thì mình mốt giữ cái handstand sạc ngang ở ngoài nó cũng vậy ráng giữ lâu để cho cái vai mình nó bền nó khỏe lên ha, cái, 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 cái thể lực vai sức chịu đựng của vai á, nó tăng lên đúng rồi tốt 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 rồi ok tốt rồi bài cuối bật lên handstand co gối mông dựa tường giữ lâu hết mới có thể luôn là xong đó như đó là đủ cho một cái buổi tập ngày hôm nay rồi đúng rồi ráng uh, đẩy mông vô trong tường ừ, ráng cảm nhận tư thế gót co về mông đó đó là toàn bộ một cái buổi tập lực vai để bổ trợ giúp cho cái handstand của các bạn nó kiểm soát tốt và vững hơn chúc các bạn tập luyện tốt cùng handstand bye bye nhé